Good morning, rồi buổi trưa rồi. Good afternoon. Good morning. Còn mới 11 giờ là còn còn morning. 11 giờ mấy là còn morning. Chưa tới 12 giờ. How are you? You are how? Hi, thank you and you? Anh phải. What you eat? Ít cơm. With cơm with gì? Cơm dạ với cá. Gì? Dạ cá. And thành canh. And hết. Hôm nay ông ngoại đi rồi. Bây giờ không ai quay, quay ông Quang. Ông ngoại đi với Cam Linh rồi. Mà hai bữa nay em làm gì anh nói đi. Em bị sụm. Em bị sụm vụ gì? Vụ chích ngừa. Chích ngừa gì? Chích ngừa Covid mũi thứ ba. Sụm sao? Sụm liệt giường. Rồi anh có lo cho em không vậy? Lo chứ. Lo cái gì? Bưng đồ đó cho em ăn đó. Bưng cái gì? Cháo. Cháo với gì? Cháo với trà bông. Bưng mấy lần? Lần hả? Trời ơi, sụm 2 ngày bưng có 1 lần à. Còn mấy lần kia ai bưng? Em đâu có chịu ăn đâu mà bưng. Hỏi khi nào ăn mới bưng chứ. Không chịu ăn là em chết làm sao? Em đói em chết làm sao? Không ăn anh phải 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 vô anh kéo đầu em dậy, anh đút đưa trong miệng, đút vô trong miệng cho em ăn chứ. Không, kéo cái gì? Lắc lắc cái gì? Lắc đầu á. Lắc thì lắc chứ, anh phải vô anh nói dậy ăn uống thuốc vô. Em khóc còn mẹ. Khóc hồi nào? Ổn quá. Hồi giờ đó ha, đó em bệnh mày khóc ha. Bệnh cái khóc khóc không mà bít ướt khi ghê. Già. Nhẽo nhõng nhẽo quá, giờ già rồi hết nhõng nhẽo rồi. Già bít ướt. Rồi rồi ba đi đâu đó? Ba đi đổi xe. Đổi xe gì? Xe lăn. Xe lăn à? Sao tháng sáng thấy chị Linh khóc vậy? Sao chị Linh khóc? Ai biết đâu. Anh trong nhà mà anh biết. Chuyện đó chị Linh kể gì đó. Không. Bà giận không đem đi, không muốn đi nữa. Yeah. Yeah. Ba dạ, vậy cũng mít ướt, giận hoài. Không, ba vậy đó, ba mà trễ giờ là ba không có đi. Em đã nói rồi, ba là phải đúng giờ. Hẹn mấy giờ là phải đúng giờ. Mà ta nói cái xe lăn á, mà mới đem về đây nè, đăng ký cho ba cái xe lăn mà hai y chang cái xe lăn ở trong trong nhà nè. Cái xe mà có cái bánh bự mà cái xe đó rất là nặng, không khiêng nổi, hai người khiêng mới nổi. Rồi xong rồi sau đó cái xe đó của anh nhớ không? Đúng rồi. Là lúc lúc đầu ba qua là lấy cái xe đó đi. Thì nó quá nặng thì mới đăng ký chiếc xe mà bữa em có quay á là đi lấy chiếc xe mà 15 pound. Thì ý xe đó bao nhiêu pound ta? Xe đó là cái xe đó free nhưng mà em bù thêm 75 đồng em lấy chiếc xe màu xanh này nè. Là nó nhẹ tưng luôn á, em lấy thì y chang cái xe ba muốn. Nhưng mà không hiểu tại sao mà ba lại không chịu mà đổi cái xe khác nữa, bởi vì cái người lớn tuổi á mình không có biết được sao luôn á. Có thể ba lẫn á anh. Ba muốn lẫn hay không nữa, nhưng mà ba ý là đó nữa. Giải thích bà ba cũng không chịu lắm. Ba đặt riêng cho ba cái xe. Trời. Phải đặt riêng cho ba cái xe hả? Theo ý muốn của ba. Thì bây giờ là chị Cam Linh là chở cái chiếc xe đó lên trả. Ba nói trả chiếc xe đó. Mà chiếc xe đó là từ từ đầu á, là có quay cái clip đó, là chiếc xe đó là từ đầu là đã đưa cho ba cái chiếc đó. Nhưng mà mình không có, ba không có chịu thì ba đòi đổi chiếc xe giống chiếc xe màu xanh. Cuối cùng đem cái xe màu xanh về, ba cũng không chịu, ba nói là cái đó không có cái thắng tay cho ba. Rồi bây giờ cái xe này có cái thắng tay cho ba rồi, mà ba cũng nói là không đúng cái xe đó,
Ba nói là kêu gọi cho bà Linh Trần, hôm qua vui ghê. Gọi Linh Trần để cho ông ngoại hỏi cái chỗ nào mà Linh Trần lấy cái xe cho mẹ mà giờ đưa cho ông ngoại đi bữa giờ lúc trước là đem về từ Việt Nam á nè, đem cái xe Việt Nam qua mà cũ mềm á. Là ba đòi cái xe đó, nhưng mà cái xe đó là y như cái xe màu xanh. Đúng rồi. Vậy mà ba nói là không phải, không hiểu luôn. Bây giờ nói chung là bây giờ không hiểu là ba muốn như thế nào. Cho nên là mọi người nào mà có người mà người lớn tuổi mà giống như ba á, mà đã trải qua cái tình trạng này rồi á, thì cho bà Tám biết là cái tâm lý này là tâm lý gì để mình xử lý, mình biết cách xử lý cho ổn thỏa. Chứ bây giờ không làm theo ý ba thì không được. Ba cứ tối là coi như ba cứ đòi sáng sớm là phải đi tới cái chỗ mà đó, thì chỗ xe á. Thì bây giờ là chị Linh đã chở ba đi tới cái chỗ xe rồi, nhưng mà khiêng cái xe đó đi trả, đi khiêng rất là nặng, khiêng đâu nổi đâu. Thế xong chị Linh chỉ khóc, chị nói xe nặng quá trời nặng luôn mà giờ không biết sao khiêng, mà kêu chị Hương đi theo phụ thì là không có chỗ ngồi. Tám cũng nói là để chạy, Tám chạy ra Tám phụ mà cũng không có chỗ ngồi, phải đập hai cái ghế xuống mới để cái xe lăn bự đó vô. Xe của Tám á, đâu có cái cốp rất là nhỏ, phải đập hai cái ghế đằng sau xuống rồi mới để cái xe lăn đó vô, rồi có mình ba với chị Linh ngồi trên. Tám nói thôi Linh tới đó nhờ là ai mà đàn ông á khiêng xuống giùm. Rồi cái hỏi ông ngoại là bây giờ tới đó, bây giờ ba chọn xe khác thì sao, trả lại, nhưng mà ta cũng phải chờ order cái mới giống ba. Ba nói thôi bây giờ đem trả đi rồi tính sao, mà ba đòi đi theo. Nói ủa ba đi trả xe thì để chị Linh đi mình với con với hoặc là người khác được rồi, để khiêng cho nó, hai người khiêng cho nó nổi. Ba nói không, ba muốn đi. Xong chở ba đi mất tiêu. Mà nghe thì Linh ghê. Chị Hương chỉ nói là có một cái gia đình đó 7 người con hả chị Hương? 6 người mà làm 7 người. 6 người, người làm nữa là 7 người. Mỗi người mỗi đêm. Mỗi người mỗi đêm là 7 ngày á hả? Đó. Ủa sao cái chị làm là lại ngủ có một đêm? Không, ví dụ em tới làm cho chị nè. Em làm ba từ sáng tới chiều, em ba em ở luôn tháng mấy ngàn. Nhưng mà em chỉ một tuần em ngủ một đêm thôi. Còn con. Ồ. Nhưng mỗi người đêm chứ không ai chị thích 7 đêm chị nổi nữa. Chị Hương chỉ nói là 6 người con với chị người làm là chị Hương làm á, là coi như là ví dụ như là 7 người mà chị Hương sẽ làm nguyên ngày luôn. Coi như là cái người làm đó làm từ sáng tới chiều nhưng mà chỉ ngủ một đêm thôi, còn 6 người con là chia ra mỗi người một đêm. Nhưng mà có khi có lâu lâu cái những người con đó, những người con đó cái gọi chị Hương hôm nay chị tới chị ngủ giùm em đêm đi, tại vì em mắc trực đi làm cho nên là chị Hương ngủ giùm em đêm đi. Cái xong chị Hương ngủ xong mới đưa tiền hả? Không, đưa tiền trước khi ngủ là cái người đó hỏi nhiều, cái chị Hương nó cho nhiều cho, cái xong cái người đó đưa cho chị Hương 50, cái chị Hương nói trời ơi sao đưa nhiều vậy, đúng không chị Hương? Rồi sao nữa? Rồi xong ấy thì vẫn lái, mấy người thật cứ lái đi, tối ngủ đất không ngủ được. Rồi xong cái chị Hương cũng lái, cái chị Hương đi tới ngủ cái ông già hay bà già? Bà già. Cái bà già mà chị Hương ngủ 50 đồng đêm mà chị Hương không ngủ nguyên đêm luôn, không ngủ được luôn. Xong rồi chị Hương ngủ mấy đêm? Hai đêm. Chị Hương ngủ hai đêm là 100. 100 đổ bệnh uống thuốc 70. chị Hương ngủ hai đêm 100 mà chị Hương về chị Hương bệnh uống thuốc hết 70. Xong sau đó chị Hương hết ngủ à? Nghỉ ngủ à? Nghỉ, không bao giờ làm nữa. Không bao giờ làm đêm nữa. Không làm đêm nữa. Bởi vậy thấy không? Trời mắc cười quá, chị Hương chỉ kể chị nói trời ơi, người lớn tuổi á, người ta hả không có chịu ngủ một đêm. Ngủ. Nhưng mà ông ngoại với bà ngoại là ngủ. Bữa giờ ông cứ kêu chị Linh ngủ không được đó, chị Linh mất sức đó. Không, mấy bữa nay là ba bị cái gì á, bị đau á, bị ho, bị gao á. Cho nên là mà mới ngủ không được thôi. Chứ mấy lần trước Tám ngủ dưới đất á thì là ông ngoại bà ngoại ngủ ngon lành lắm. Chỉ thức một lần chút xíu, hai lần gì má ha.
Xong rồi tự nhiên tôi tự nhiên cái sau dạo gần đây cái bị vậy đó, cái cho nên những người nằm mà xui xui là ngủ là bị thức. Em kể cho nghe nha. Hên xui. Em kể cho nghe nha. Ở Việt Nam á, ở Việt Nam thời kỳ bao cấp khổ mà. Bốn đứa con chia bà mẹ chia ra một tháng tới nhà ngủ 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 người, cái là tháng này tới nhà chị, tháng sau tới nhà thao, tới thằng nhà Vinh vậy. Mà xem cái tôi còn thấy cái mẹ mà cuối cùng bị bệnh. Mà ở ba là kia ba tháng kia không bệnh, mà bây giờ cái bà tháng cuối cùng mà bị bệnh. Ủa vậy hả? Trời ơi, bởi vậy. Ừ, người ta nói cái số á, cái số bà đó phải bệnh. À vậy hả? Mà không thấy một lần đâu, bất cứ lần nào tới tháng kia chắc còn tới phiên bà. Vậy hả? Bà mẹ bị bệnh. Sao kỳ ta? Ở ba, bà thấy mẹ kia không bệnh. Kỳ. Vậy thôi đừng nói đừng tới cái bà mà không phải chia đều chứ, tại khổ chia đều khổ. Khổ. Khổ khổ quá khổ phải mẹ. Chia ra mỗi người nuôi khổ mẹ quá. một tháng mà tới cái bà thứ ba là mẹ bị bệnh, bà thứ tư là bị bệnh. À, còn ba bà kia là không bệnh gì hết, mà cứ một lần bất cứ lần nào đừng nào cũng vậy luôn. Ôi sao kỳ vậy ta, người ta nói cái số chị à. Nhưng chồng em cũng vậy nè, không ở mấy kia đâu, xa đâu, về em mà em bị à? Ờ, chồng chị Hương hả? Ừ. Ở mấy người kia không sao mà không về ở chị Hương là bị bệnh. Bước trong nè, ông qua dưỡng cứ con trai ổng, ở 2 tháng trời sao hả? Để về lại Nam, về mới tới tổng, tới bước trong nhà là bị bệnh. Ừ, chắc bị khắc á. Số mặt anh em phải gánh. À, số ngương, má nói số ngương, số ngương rẹp. À, chị Hương nói số của chị Hương phải gánh cái bệnh của người chồng đó. Bởi vì ngộ ha. Không, có mình cái đó giống như là có tin gì đoan không? Không tin gì đoan, tại sao ông Văn bị ở 2 tháng không bị? Mà ông bước chân vô nó, bước không chân vô không nhà. Được. Không tin không được, thấy trước mặt Văn Văn. Mà không nói một lần nha, ba lần, bốn lần nha, đi mấy lần thì không nói một lần đó đâu. Nhiều lần, em nghĩ là đây sống mình bị rồi. Nếu một lần thì mình nghĩ là trùng hợp mà quá trời lần. Trùng hợp gì một lần, chứ trùng hợp thì 2-3 lần. Trong hiệp kê ba ở với ông á thì... Ủa, nó đi, cũng đi, nè. Con ba, nó quậy ba. Ờ. Chứa sợ luôn, giờ ở nhà nghe. Vậy giờ không sao hả? Kêu giờ đi, nó ăn cho má đưa ra luôn. Vậy hả? Ủa hay gì? Bà không uống thuốc gì hết, ở đây thì uống thuốc tùm lum. Uống thuốc hết mà phải hầu bọn hầu xuống. Ảnh bà đợi ảnh bà xuống về, nó ăn cho má đứng chắc. Trời ơi hay vậy. Trời ơi, bà ngoại đang kể về chú Hiệp nè, nói là bây giờ vợ chú Hiệp ở với chú Hiệp là bệnh này kia tùm lum đủ thứ, bây giờ về ở với mấy đứa con á. Bây giờ còn nấu ăn cho mấy đứa con ăn bình thường luôn. Không cần người làm luôn. Wow, trời hay luôn ha. Bởi vì không, mình nghĩ cũng nói chung là bây giờ mình nghiệm lại mình đi. Má đó, mỗi lần ba qua là má bệnh. Không phải mình nói thiệt, bây giờ mình nghiệm lại đi. Lúc trước á má ở đây khỏe re hả? Thấy không? Không phải mình nói không gì, tự nhiên giờ mình nói gì, mình nói gì cũng không được, nhưng mà bây giờ mình thử mình suy nghiệm coi. Không biết có đúng không, mà ví dụ như dĩ nhiên là ba má là đâu thể tách riêng được, nhưng mà mình nghiệm lại coi hồi lúc trước, lúc là hồi đó đó má ở ok ha, xong tự nhiên lúc ba qua cái má đau chân, má đi đâu nổi đâu, má yếu, xong tự nhiên cái thời gian ba đi về Việt Nam á, cái má khỏe lại, má vui, má nói chung mà má tươi tắn. Xong rồi cái ba qua lại một cái ai cũng nói má xuống sắc. Không biết là mình nói đây thôi, nói chung là mình không có dám nói. Nói vậy tại vì ba má nào cũng phải ở chung, nhưng mà mình nói tự nhiên chị Hương nói mình mới nghiệm là nó ủa sao kỳ quá, mỗi lần ba qua là má bệnh rồi. Thì có thể là má lo quá đó. Hoặc là má bị lo lắng cho ba, giống như anh là anh qua em là anh bệnh. Chắc anh bị về Việt Nam quá, anh ở đây bệnh, anh về Việt Nam quá. Vì ở riêng có thể là không bệnh, qua đây bệnh sao, đúng không? Mình không phải mình nói để mình chia cắt, nhưng mà cái này là nó mình không có giải thích được. Má có thấy vậy không má? Ừ. Má có thấy không, con nói thiệt á. Ông tin cho em tin. Chị Hương tin hả? Tại em dính.
Mà chị Hương có thấy là lúc mà mỗi lần ông ngoại qua là bà ngoại yếu, bà ngoại bệnh không? Đúng rồi. Đúng không? Em cũng thấy là dù một lần mình nói nhiều lần mình mới tin, chứ một lần mình không tin. Một lần mình đâu có thấy đâu. Mình đâu để ý. Mình luôn nó khắc cái chị. Tại vì ví dụ như trẻ thì mình nói, nhưng mà lớn tuổi á làm như vậy sao? Cho nên là chắc anh với em phải ở riêng quá, ở chung anh yếu hoài. em nói bạn nha, ở Nha Trang á, hai mẹ con ở chung á, bà đứng gái bệnh biết rồi, giờ nó vô Sài Gòn nó rất là mất. Vậy hả? Hai mẹ con á cũng khác luôn. Một mẹ một con á. Một mẹ một con, một con một mà con ở với mẹ thì bệnh mẹ thì không sao hết. Không sao mà ở riêng ra thì khỏe hả? Nó vô Sài Gòn ở, nó làm ăn Sài Gòn không bệnh. Nghĩ là ngủ ha. Cái đó mình nói ra cái nhiều người người ta không có chịu đâu, người ta nói thì tùy theo cái như vậy, mỗi người ai tin thì tin mình ví dụ như nhiều lúc mình đạo Chúa mình cũng đâu có thể là mình tin vậy, mình cầu Chúa mình cầu thì kia mình đâu tin vậy, nhưng mà có người ta nói không tin không được vậy đó. Nhưng mà thôi bây giờ mình nói vậy thôi, nhưng mà mình cũng phải cầu nguyện thôi, nhiều lúc Chúa cứu mình. Có thể là những cái đó là những cái mà khoa học không có chứng minh được, nhưng mà ví dụ như Chúa sẽ làm thay đổi tất cả thì mình phải cầu nguyện thôi, chứ không có lý nào mà như vậy. Hồi lúc trước bà ngoại rất là khỏe, rồi xong tự nhiên cái sau để ý là lúc mà ông ngoại qua thì bà ngoại bị đau chân, đau kinh khủng. Xong ông ngoại về á là bà ngoại cũng vẫn còn đau. Cái mẹ em ra cầu nguyện đức mẹ quá trời, nói trời ơi mẹ cho bà ngoại, cho má con đừng đau chân nữa. Sao tự nhiên bà ngoại đau chân dữ vậy? Cái bà ngoại nói cái xong cái tồ hồi, cái bà ngoại hết đau chân, hết đau cho tới giờ luôn á má ha. Ừ. Nhưng mà bây giờ ông ngoại qua lại thì bà ngoại lại bệnh cái khác ha. Vậy ông cô em nói, nhưng mà trường hợp của em chưa, trường hợp chị Hương là thấy rõ luôn, rõ đúng không luôn. Tại nhiều lần quá hả? Nhiều lần thì dĩ nhiên là có người ta chứng nghiệm thì người ta sẽ tin. Còn người nào mà không chứng nghiệm được thì không tin. Lần tiên mình bị ở cô đô 2 tháng, ông ở Việt Nam mình không. Vậy hả? Vậy sao chị biết vậy thôi, chị đừng ở với ổng để cho ổng đừng bệnh. Bây giờ là ổng bị tiểu đường, ổng cần người hầu ổng. Tiểu đường cần người hầu. Không ai chịu hầu ổng hết. Không ai chịu hầu hết. Phải bắt buộc chị phải hầu thôi. Bữa nay thấy em khỏe chưa? Khỏe rồi. Cái mỏ biết khỏe à. Dạ. Nhìn mỏ biết khỏe rồi. Lăng xăng nữa biết khỏe rồi. Hả má? Thấy cái mỏ mà thơ với lăng xăng là biết khỏe rồi. Hai ngày không có em ra đây anh thấy làm sao? Thấy làm sao? Thấy cũng lo lo chứ. Lo gì? Sao anh chích anh bị gì vậy? Ai biết đâu. Anh không có quớt cái thuốc. Khỏe ăn cơm nhàn khỏe thì cái. Khỏe cái gì, nó không có thuốc đâu, không có quớt với ổng. Người ta nói là phải hành nó mới thuốc nó mới quớt. Trời ơi, ai cũng hành ít nhất 1.5 ngày. Mà anh không hành, anh bị cái gì? Cái sơn bọ này em cắt khúc đó chứ để vậy hả? Bây giờ đó, bây giờ chị Linh chỉ đang chở ngoại đi đây, cái đó bây giờ để đợi chút đi, đợi ông ngoại về coi như thế nào, tình hình ra sao. Rồi, ha. Okay. Thôi anh đi coi tin tức đi. Đấy. Ăn xong là đứng lên đi liền chứ bộ. Nhưng mà bây giờ bị bắt ngồi ở đây hầu chuyện gì, mặc áo gì đâu màu xanh lồi hai cái rú ra. Thôi cơ. Chút đi gì mà ôm bó sọ, người ta sáu muối người ta mới mặc áo ôm. Anh muối thôi, anh mặc áo rồi qua anh kia đi. Bye bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you, bye bye.
Bye.